Xin chào các bạn, trên tay mình đây đang là chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra với bộ 4 camera cực kỳ mạnh mẽ với khả năng zoom đến 100x. Nói chung là cái cụm camera to tướng to vật vã nhất trong cái thế giới smartphone hiện tại luôn. Tuy nhiên là vẫn về cái thiết kế là mặt lưng bằng kính, màn hình cũng tương đối là mỏng manh, và đặc biệt cái cụm camera nó dày ra như này thì làm sao có thể bảo vệ tốt nhất cho chiếc điện thoại này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm đến từ Mỹ, một chiếc ốp lưng đắt tiền nhất, hầm hố nhất và không thể đụng hàng với những chiếc ốp lưng khác. Ốp lưng UAG Monarch dành cho Samsung Galaxy S20 Ultra cũng như S20 và S20 Plus. Nó đạt gấp đôi tiêu chuẩn chống va đập 810G của quân đội Mỹ, tức là máy rơi rất thoải mái từ độ cao 2m trở xuống mà không vấn đề gì. Và trên này chúng ta sẽ có tem của nhà phân phối là Mozilla, bạn có thể cao và nhắn tin đến tổng đài để kích hoạt bảo hành đến 10 năm sử dụng luôn. Và hôm nay mình chỉ trên tay được chiếc ốp lưng màu đỏ, ngoài ra chúng ta còn có màu carbon là màu bán chạy nhất và màu đen nữa. Tuy nhiên là đang dịch mCOVID-19 thế nên là hàng hóa hơi bị hạn chế về sản xuất và vận chuyển, nên hôm nay mình tạm thời chỉ có màu đỏ thôi. Để biết thêm là đã có hàng màu khác hay chưa thì bạn có thể comment hoặc là gọi điện thoại đến shop để chúng tôi sẽ tư vấn rằng đã có màu khác hay chưa nhá. Mà bạn có thể thấy đây là chiếc ốp lưng nhựa cứng được bảo vệ với 5 lớp khác nhau. Chúng ta sẽ có cái khung bằng nhựa cứng giả kim loại, thứ hai là lớp da tạo nên cái vẻ sang trọng hơn. Viên thì được làm bằng nhựa dẻo TPU giúp cho bảo vệ cái khung thép của máy nó toàn diện nhất. Viên thì luôn luôn làm bằng nhựa dẻo sẽ tốt nhất các bạn nhé. Ở đây có một con ốc vít, ba con ốc vít tất cả này. Bên trong chúng ta sẽ có cái khe rãnh tản nhiệt để máy hoạt động tốt hơn, không bị nóng máy trong quá trình sử dụng. Quá trình tháo lắp thì thật sự quá là tuyệt vời. Từ trước giờ UAG nó làm tính toán quá là tỉ mỉ đến từng một chi tiết một. Cảm giác cầm nắm thì đầu tiên là nó sẽ bớt đi hoàn toàn cảm giác trơn tuột. Tuy nhiên nó sẽ dày lên nhưng không đáng kể đâu, bởi vì nó chỉ dày chủ yếu ra 4 cái góc này thôi. Còn cái phần viền màn hình thì nó cái độ dày cũng chỉ hơn cái máy một tí thôi, nói chung là không đáng kể, không nặng lên quá nhiều như những chiếc ốp lưng UAG cho iPhone đâu. Và cái cạnh màn hình nó được làm nhô cao lên khi mà có vô tình rơi xuống như vừa nãy á. Với độ cao 2m thoải mái nhé, xuống mặt phẳng bảo đảm điện thoại sẽ không vấn đề gì bởi vì cái viền này được làm nhô cao lên. Bạn nhìn thì đơn giản này thôi nhưng thật sự nó rất là mạnh mẽ, họ đã tính toán rất là tỉ mỉ. Nó ôm sát vào màn hình và có bo lên một chút, khi mà rơi xuống thì nó sẽ không bị bật cái ốp lưng ra khỏi máy như một số những ốp lưng đến từ Trung Quốc. Ôm rất là sát, rất là khít. Đạt tiêu chuẩn của Mỹ rồi ấy, thì họ test rất kỹ thì mới mang ra thị trường bán, chứ không đơn giản đâu. Đây rơi rất cái thứ sấp màn hình xuống như này không vấn đề gì, không phải lo giá màn hình gì hết. Mình đã làm clip rơi rất là nhiều trên Galaxy S10 Plus hoặc là một số dòng khác rồi, bạn có thể xem trên kênh của mình nhé. Ốp lưng UAG Monarch thì bảo vệ toàn diện rồi. Mình không cần làm lại về cái S20 Ultra nữa, bởi vì thực ra thiết kế với S10 thì nó không có gì khác nhau lắm ngoài trừ cái bộ camera ra. Đây rơi rất thoải mái luôn, bảo đảm điện thoại bạn luôn an toàn. Và dùng lâu ấy thì ốp nó cũng không bị cũ đi như một số những cái ốp lưng khác. Đây, tất cả là nhờ cái viền này được nhô cao lên nhảy để bảo vệ màn hình. Lưu ý là rơi xuống mặt phẳng bạn nhé, rơi xuống vật nhọn ấy thì thực ra bạn có dán màn hình hay là cái gì ra nữa thì nó cũng bay hết thôi, không tránh được đâu. Và bốn cái góc này UAG là rất là đặc trưng và rất là có một cái gì nên nó đựng vị thương hiệu rồi. Khi mà có vô tình rơi xuống như này ấy, thì nó sẽ tản lực ra xung quanh, nó không ảnh hưởng đến những cái phần bên trong. Thứ hai bạn có thể thấy ở đây rất là nổi trội ở đây, đó chính là cái phần camera. Cái viền này được làm nhô cao lên bảo vệ camera. Bạn đừng dán camera để bảo vệ, khi mà dán vào ấy thì ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, đặc biệt là chụp tối chắc chắn sẽ bị lóa cái ảnh bởi vì cái đèn flash kia nó sáng lên nhé, chụp tối nó sẽ rất là kém. Thế nên tốt nhất là sử dụng những chiếc ốp lưng chống va đập này. Và có vô tình rơi mạnh này thì những cái tấm dán nó không thể bảo vệ được đâu. Chỉ có những chiếc ốp lưng này thì nó sẽ bảo vệ tốt nhất, bởi vì cam của chiếc điện thoại này nó sẽ không chạm đất. Bạn có thể thấy nó còn nhô lên ở bốn cái góc này nữa cơ, nhìn kỹ mới thấy. Nó không chỉ bảo vệ cho cam, bảo vệ cho mặt lưng mà còn bảo vệ cho cả cái mặt lưng của ốp, tức là dùng lâu cái ốp nó cũng sẽ không bị nhanh xước như một số những mẫu ốp thông thường. Cái viền này nhìn này thôi nhưng mà nó mang lại cái cảm giác nó đã lắm các bạn ạ. Cầm nó đỡ trơn hơn hẳn, trải nghiệm rất là sướng, trải nghiệm sướng nó ở cái viền này này. Cầm nó sướng và nó không bị trơn tuột. Và bốn góc này nhìn thế thôi cũng rất là sướng. Ai chơi game thứ thì cầm bốn góc này nó đầm tay, nó bám tay cực kỳ luôn, hoặc là có xem phim một tay như này chẳng hạn thì nó cũng chắc tay hơn rất là nhiều. Nhất là xem buổi tối đỡ rơi pò phát xuống mặt nữa, cầm nó đã hơn rất là nhiều. Đây, còn phím bấm này như hoặc là chân sạc các thứ thì từ trước đến giờ UAG nó làm rất tỉ mỉ rồi. Nó không để lại một chi tiết thừa nào cả, mức độ hoàn thiện cực kỳ cao. Cái này thì miễn bàn rồi, dù gì nó cũng là một trong những sản phẩm cao cấp nhất, một trong số những ốp lưng đắt tiền nhất. Và về độ dày bạn có thể xem, nó không, thật sự nó không quá dày, chúng ta sẽ bật cái chức năng Power Share lên và vẫn có thể dễ dàng sạc pin cho một chiếc điện thoại khác hoặc là sạc không dây một cách bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Còn đút vào túi quần thì nó sẽ cộm lên tương đối nhá, không tránh khỏi được. Đây, mình có đút vào túi quần bò của mình mà như này. Khi mà ngồi xuống thì nó sẽ hơi khó chịu. Tuy nhiên nó lại giúp cho chúng ta an toàn là đút ra đút vào ấy thì nó không trơn. Mồ hôi cái thứ ra không phải lo lắng cái gì cả, nó sẽ không bao giờ lo vô tình rơi hay gì hết. Và quá trình cả trải nghiệm thì hai cái màn hình bên cạnh trái cạnh phải không sao, nhưng mà cái cạnh trên và cạnh dưới vì được làm nhô cao lên thế nên là nó sẽ hơi làm khó chịu cái tay một chút.
Tuy nhiên là dùng dần thì nó sẽ quen, nó không vấn đề gì cả. Nó chỉ hơi khó một tí thôi. Sử dụng một chiếc ốp lưng chống va đập như thế này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Máy có vô tình rơi rớt các thứ, con nhỏ đụng vào vô tình thế này thế kia nữa thì cũng luôn luôn an toàn, bảo vệ cả mặt trước, màn hình và camera. Tuy nhiên đổi lại chúng ta sẽ cần phải chấp nhận một số thứ như là máy nó sẽ dày lên chẳng hạn. Cái đấy là điều không tránh khỏi. Nói chung nó đạt về cả những tiêu chí về thời trang, thương hiệu và bảo vệ. Và để đặt hàng, bạn có thể comment số điện thoại và địa chỉ ở dưới phần bình luận, hoặc là click vào link dưới phần mô tả. Chúng tôi có đầy đủ link đến Lazada, Shopee để mua hàng một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.